Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay sẽ tiếp tục chơi với con game biển đỏ nha anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi nổ hũ thần tài nha anh em. Số 4 ngày hôm nay là 20M để coi là vô hũ thì có kiếm được nhiêu tiền nha. Thì game này hiện tại đang tặng gift code rất nhiều. Những anh em nào mà chưa trải nghiệm có thể tải theo cái đường link game mình bỏ ở phần bình luận nha. Và tham gia vào link nhóm, gửi ID lên để được nhận gift code 30k trải nghiệm. Thì game này min rút chỉ là 100k anh em, chỉ cần đánh lên 100k là có thể rút nha. Đây là cái lịch sử mình rút tiền hôm hôm giờ nha anh em. Bữa nay chơi lớn một tí, nạp 20M vô nổ hũ thần tài nha. Thấy người ta chơi nổ cũng ngon lắm nha anh em, không biết mình thì như thế nào nha. Để coi lên cược mở hàng là lên cược 200 đi anh em. Mình sẽ quay 20 lần nha, quay 20 lần 20 cái đầu đi. Thường thường thì những cái phát đầu á thì nó sẽ không có nổ đâu nè, nên là mình chơi cược nhỏ trước, khúc sau mình hãy lên tiền nha. Ui sợi ơi, hụt lắc hết rồi anh em ơi, không ăn được chén nào luôn cơ, ảo thực đấy. 120.000 mới vô đi hết hai củ rồi em, nhanh vậy. Ok, biết gì nãy quay 100 trước nè, ba con cá được 120, gãy 3M anh em, ảo thật đấy. 240, rồi rồi nó xuống 16M anh em, nhanh thế nhỉ, bỏ 20 quận rồi. Cái này lên 500 nha, không ăn nữa thì chịu á. 3 triệu ngon, nhiêu đây, 200, kỳ thế nhỉ anh em, không vô phát nào hết anh em, vô một phát là to to là nghỉ được rồi nha. Ui, xuống 14M anh em ơi, lên 500 nó hút còn lẹ nữa kìa, mới vô được chén 3 triệu rồi xong luôn rồi. 600, xuống có 4 còn 14M nè, căng thế nhỉ. 300, quay một lần 500k mà trúng được 300 thì thôi chịu, bẹp thế nhỉ anh em, giải 8M hết rồi, chán thế nhỉ. 10 lần là 5 triệu, 20 lần là 10 triệu nè, quay nó giờ đi hết 8 triệu nè, cho nó tự động nha, nó hút nhanh với anh em. Bú coi, 4 triệu nè, được, chưa vô chén nào lớn lớn hết vậy. 200, vô chén nào to to đây, 5 xị, nổ cái nào phát nào ngon ngon ơi, ảo thế nhỉ anh em, quay nãy giờ là 40 quận rồi đấy. 600k, nổ phát nào thơm thơm là được nha. Bữa nay không im không im, 400, còn 6 lần nữa, 400k, cây thế gì, còn có 10M anh em ơi, không ổn rồi. 200k hết lượt rồi anh em, lên 1 triệu quay hướng nha. Khúc đầu nãy giờ mà chưa nhả được tay nào hết nè, chưa vô phát nào to to hết, hút quá hút rồi anh em ơi, nổ một phát cứu gỏi rồi, 2,6 triệu, 1,4 triệu, nổ mà full thần tài là ngon nha, 2,8 triệu, lên lại lên lại, 4,4 triệu anh em ơi, lên lại anh em, bắt đầu vô khuôn của nó rồi đấy. 800 cũng lỗ nè, cái này quay mỗi tay 1M,
nổ 4.4 nha anh em, ngon ngon ngon. Làm cái dài phát như vậy là ok nha, nổ. Ui 10 triệu em ơi, lên lên lên, hòa vốn rồi, hòa vốn là được nha, hòa vốn rồi em ơi, lên lại nha, tưởng là đi rồi đấy, nổ, xong xong xong, xong rồi em ơi, hồi nãy nhảy lên được 22 triệu nha em, rớt xuống lại nữa, xong rồi nó hút nhanh thế nhỉ, chưa có quả nào ngon hết em. Bây giờ phải ngưng bấm đi, tự bấm đi anh em ơi. Kiểu này không ổn nha. Xuống tiếp rồi. Nổ 6.8 à. Tự bấm có bộ hên nha. Cục rồi anh em ơi, kiểu này không ổn nha. 1.2. Cho một phát 10 triệu giống nãy nó là thơm nha nè. Rồi ơi. Cái gì thế này? Cục không vậy? 6 triệu nha, ngon ngon ngon, nổ 8 triệu nữa anh em ơi, ngon ngon ngon, cái này nghĩ được anh em ơi, tưởng là hôm nay toan rồi nha, lên được 23 triệu, lãi được đúng 3 triệu này, để hôm nào quay nó bữa nay xương xương được 3 triệu cũng được rồi. Thì video sẽ kết thúc tại đây, hẹn gặp lại tất cả anh em nha.